Đây, đầu tiên là ta khai báo biến giờ nhá. Thôi các bạn trật tự đi để thầy hướng dẫn các bạn làm. Sau đó ta khai báo biến phút cho là 20 phút đi. Và ta khai báo tiếp là biến giây 30 giây đi. Đó. Thì sau khi để hiển thị được cái biến giờ, biến phút, biến giây này lên trên cái LCD ấy, đây này, thì ta lại phải tách mỗi số đấy ra thành hai số, số hàng chục và số hàng đơn vị, hiểu không? Đúng không? Phải tách ra thành số hàng chục và số hàng đơn vị. Thế thì tách ra thì ta lại phải dùng biến tiếp theo là biến, giả sử như là biến HC đi, là biến giờ mà hàng chục và biến giờ hàng đơn vị. Đấy, thì ta khai báo thêm hai biến tiếp tục MC và MV, SC và SV. Đấy, thêm các biến này thì để hiển thị lên được số thì đầu tiên, việc đầu tiên ta phải tách số ra, đúng chưa? Thế thì ta gọi hàm tách số, tách số, yeah. Tách số thì hàm tách số thì viết thế nào? Thì ta viết thế này này, là void tách số, rồi gì nhỉ? Tách cái số int 8 là cái số A đi, nhớ. Sau đó đưa vào cái số tách ấy, sẽ đưa vào một biến là int 8 là số chục, rồi int 8 là số đơn vị, đúng không? Đấy, chào. Đấy, thế thôi. Sau đó mở ngoặc ra, đóng ngoặc vào. Bây giờ thì ta sẽ có số hàng chục bằng gì? Số chục bằng gì? À? Bằng cái số A này, nó tách số A ra nhé. Ví dụ như số A là cái số cần tách, thì số hàng chục bằng gì? Thì sẽ bằng A chia cho mấy? Chia cho 10 và lấy cái phần dư, đúng không? À không, nhầm. A chia cho 10 thôi. Được chưa? Thì sẽ tách được số hàng chục. Còn số hàng đơn vị thì sao? Là bằng gì? A mà chia cho 10 lấy phần dư. Giờ thế là ta tách được hai số hàng chục và đơn vị ra. Nhưng mà ở đây ta sẽ phải có một thủ thuật là, bởi vì ta muốn ghi vào đây, ta các bạn phải cho thêm sao đây, coi là con trỏ. Cái này nó hơi mơ hồ một chút, nhưng mà coi cái cho sao đây, coi như là cái số này là đại diện để nhận thôi. Đấy. Thế bây giờ các bạn tách số là tách số nào? Là tách số này, đúng không? Tách số bằng số giờ thì ta ghi là HH. Rồi đưa vào biến này thì các bạn cho và này, HC, rồi và HV, là ta tách được cái số giờ ra thành hai số, được chưa? Bây giờ ta làm hiện hai số lên, hiện hai số lên một cái câu lệnh gì? Hiện hai số lên thì đầu tiên là ta kích hoạt cái số A không, à cái số này lên, đúng không? Kích hoạt lên thôi, thì bằng câu lệnh này, out gì, put gì đấy, A đi, không B, 1111111, hình như là 0111. Đấy,
để thầy kiểm tra xem đúng theo. Tức là mình sẽ kích hoạt cái số này lên thì cái thằng A0 này phải bằng mấy? A0 phải bằng mấy? Muốn thằng này sáng lên thì A0 bằng mấy? Điều kiện đầu tiên là A0 bằng mấy? Mấy bạn kia? Bằng 5V. Thì muốn A0 ở đây bằng 5V ấy thì cái đầu này phải bằng mấy vôn? Đầu này, chỗ này là RA0 này. Bằng mấy? Quên rồi à? Chỗ này sẽ bằng 0V nhá. Thì dẫn đến cái RA0 chỗ này sẽ là 0V. Cái vị trí RA0 này này nó sẽ là cái vị trí đây của cái dãy số 8 số này này. Được chưa? Thì chỗ này ta sẽ cho nó là 0. Đấy là kích hoạt cái thầy test thử nhá. Thầy test thử chỗ này build này cho các bạn đỡ lăn tăn. Đây, xong là nạp vào này. Chạy chưa nhỉ? Đây, đúng không? Đúng cái chân này bằng không không? Thế tức là cái số 0 ở vị trí này sẽ làm cho cái con RA0 bằng 0. Thế thì mình kích hoạt nó lên xong là mình đưa dữ liệu vào cái chân vào đây. Việc tiếp theo là ta đưa dữ liệu vào RC0 đến RC7. Thì đưa vào bằng câu lệnh gì? Bây giờ cái số này này, cái số HC này bây giờ không biết nó bao nhiêu đúng không? Mình chỉ cần nếu mà if này HC bằng 0 thì đưa mã số 0 vào. Mã số 0 là gì? 0B 1 gì đấy. Mã số 0 là gì? 0 0 0. Đúng không? Ví như là cái mã đây là A này, B này, C, D, E, F, G, chỗ này phải là 1. Như các bạn dở slide số mấy ra, số 3 ra. Thế xong là A cái này phải là output nhỉ? Output C. Đấy, đưa mã ra. Hoặc mình cứ tiếp tục như thế. Mình thêm else if vào. Cái bài này là bài số 3 lớp 7 Thanh, các bạn nào rồi thì nếu là 1 thì sao? Output mã số 1 ra. Hai đúng không? Đấy, 001. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này. Mã số 3, mã số 2 là gì? 1 0 1 gì đó. 1 0 1 0 gì đó. Thế này à? Như này gì? Rồi mã số 3. Một. Đây à? Mã số 4. Thế này à? Tao đúng đấy. Số 5. Tiếp tục số 6. 1 0 0 0 0 0 0. Bây giờ đến số 7 đi. 1 0 0 0 0 0. Số 8. Số 9. Như này hả? Thế thôi, thế là mình tùy vào HC nó bằng bao nhiêu thì mình nạp số vào. Được chưa? Sau đến tương tự thế là mình
Đầu, sau là ta phải tắt cái delay này. Nhớ ta cho delay nhá, MS 5 đi, 500 đi cho nó. Sau đó ta sao? Tắt cái tắt cái kích hoạt đi. Rồi. Sau đó thì ta tắt mã vào. Đó, thế là có thể hiện được số ta view thử nhá. Ta có thể hiện được cái số HC lên rồi, tức là số hàng chục rồi. Chắc có hiện được đấy, hiện số 1 chưa? Tiếp tục như thế với số hàng đơn vị thì ta copy bọn này xuống. Ctrl C, Ctrl V. Đúng không? Thì output A chỗ này là bao nhiêu? Đây, cái Abura này này là phải viết cái gì? Không biết viết gì à? Thì phải kích hoạt thằng này lên. Thì thằng A1 phải bằng 1, à bằng 5V. Thì suy ra thằng RA1 phải bằng 0. Thế thằng RA1 là thằng nào? Là số nào đấy? Thì chính là số 0 ở đây này. Và tắt cái thằng bên cạnh đi. Đấy, được chưa? Bây giờ lại ta if là HV đúng không? HV. Thay vì if HC bây giờ if HV. Đó. Thế thôi, còn dưới này giống hệt. Thế thì ta view thử xem có hiện đúng không? Chạy đấy, 1 0 1 0, đúng không? Bởi vì trước mình đặt nó là trên là 10 mà, đúng không? Mình thì đặt thành 23 xem nó có hiện đúng 23 không. Hai ba đúng không? Bây giờ mình chỉ cần giảm cái delay đi. Giảm đi còn 5 thôi. Build ra. Thì nó sẽ hiện cả hai số lên. Đấy, chưa? Nó sẽ hiện cả hai số lên. Bây giờ vấn đề là thế này, các bạn nhìn này. Cái đoạn này này là thấy nó giống nhau không? Với cả trên nó giống không? Khá giống luôn, nó chỉ thay mỗi cái này thôi. Thế thì bây giờ thầy sẽ viết thành một cái chương trình con để thay vì mình viết nhiều lần, bởi vì ở đây mình mới viết lên số giờ còn phút còn giây nữa mà. Nếu mà viết thế này thì dài quá. Thế thầy sẽ viết một cái chương trình con thế này. Void nạp số đi. Nạp số. Thì nạp số nào? INT 8 này, nạp số số A đi nhá. Đóng mở ngoặc, đóng ngoặc. Thì cái chỗ này này nó lặp lại, thì thầy copy nó lên, đặt nó vào đây. Thì chỗ này thầy chỉ cần thay đây là A thôi. A. Đấy. Thế xong ở dưới này thì mình viết là viết gì? Nạp số, được chưa? Xong là nạp số nào? HC, được chưa? Thì nó thay được toàn bộ ở trên. Ở dưới này mình cũng thế. Bỏ cái này đi. Đi nạp số HV, đóng ngoặc, chưa? Đấy, chương trình nó sẽ như thế. Build ra xem nó hiện đúng không? Và cái chỗ này có AC. Đó, view. Đấy, nó phát hiện thế thôi. Tức là cái đấy đó, được chưa? Thế cho là mình chỉ việc làm hai việc này thôi. Bây giờ thầy cho cái này nó lên trên cho nó dễ nhìn.
Được chưa? Việc tiếp theo là ta làm gì? Làm hiện cái số hàng số phút lên. Thì cái này nó thành cái gì? MM MC MV xong nạp MC MV vào. Còn tiếp tục copy thế. Ta nạp số SS SC SV EC và SV. Đây, ta view ra. Sẽ có hiện đúng thế không? Ồ. À. Sai chỗ nào? Chuẩn luôn. Cái chỗ này là mình phải kích hoạt ở chỗ này đúng không? Không ở đây. Một ở đây. Không. Không. Đó. Đấy, đúng hiện là số chưa? Bây giờ mình chỉ cần cho nó đếm lên thôi là hiện được đồng hồ chạy rồi. Nhớ chưa? Cho nó đếm lên thôi, cái dây đếm lên. Thì cái dây đếm lên thì bằng cách nào? Thế này, chúng ta sẽ dùng timer để chúng ta đếm thời gian cho nó chuẩn xác. Bởi vì timer nó khá là chuẩn. Thì để có thể kích hoạt được timer ấy, hay thiết lập được timer ấy, chúng ta phải dùng vài lệnh sau. Đầu tiên là phải phải gọi là viết chương trình con phục vụ ngắt cho timer. Thì viết như thế này, thăng này int timer 1 đó, sau đó là void timer 1 isr void mở ngoặc, đóng ngoặc đây. Thì mỗi lần timer nó đếm lên ý, thì đếm xong ấy mình sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị, giờ tăng lên một đơn vị. Các ta cho biến đếm nó là st, giờ y đi, y bằng y cộng với cả 1. Đấy, tăng lên. Vậy bây giờ sau khi có tăng lên rồi ấy, thì mình ở đây mình có khai báo y, mình dùng y thì mình phải khai báo y int 8 y cho nó bằng 0 đi. Đó, đấy là xong cái chương trình con phục vụ ngắt. Bây giờ đến việc là để có thể sử dụng được cái chương trình con đấy, để có thể khi mà có ngắt ấy, khi bộ định thời mà đếm xong ấy, nó sẽ nhảy vào đây nó thực hiện ấy, thì ta phải setup mà timer 1 chưa, rồi t 1 internal gạch nối internal sổ đúng không, t 1 div by 8 cho viết nguyên si ra. Cái này nếu mà với thạch anh là 20 MHz thì một giây, à một chu kỳ của nó là trong bao lâu? Có nhớ không? Một chu kỳ với thạch anh 20 MHz thì một chu kỳ của một xung đếm ấy nó sẽ là 1,6 giây. 1,6 micro giây. Thế với cái tần số dao động là 4 MHz thì chu kỳ nó sẽ là bao nhiêu? 4 MHz. Thì các bạn có thể xem cụ thể. À đúng rồi, 8 micro giây. Chưa? Đấy là một chu kỳ nhá, một chu kỳ vậy. Thế thì bây giờ mình sẽ thiết lập tiếp là set timer. Timer 1 là bắt đầu đếm từ số nào? Chúng ta bắt đầu đếm từ số nào? Cái timer 1 ấy nó sẽ là số lớn nhất sẽ là 65.535. Được chưa?
Vậy thì để một giây để có thể đếm, tức là cứ một giây này nó sẽ tràn bộ timer một lần ấy, thì sẽ bằng là 1 triệu microgiây, được chưa? 1 triệu microgiây mà mình sẽ chia dành cho 8 microgiây một xung nhá, 8 microgiây một xung. Thì sẽ bằng là bao nhiêu xung? Bao nhiêu xung đếm? 1 triệu chia 8. 1. 20 chia 8 bằng 2 đúng không? 5. Vậy là phải đếm 125.000 lần. Được chưa? Nhưng mà bộ timer của chúng ta chỉ có 65.000 thôi. Vậy là ta không thể dùng bộ timer 1 để có thể đếm được đến 1 giây được. Cùng cùng lắm là đếm được khoảng một nửa chỗ đấy, nửa giây đấy. Được chưa? Vậy thì mình phải cái bộ timer phải đếm vài lần, được chưa? Rồi bắt đầu mới thành 1 giây được. Thế ta sẽ làm thế này. Ta cứ cho là mỗi lần tràn là 5 thử thử chia đôi cho nào. Mỗi lần tràn là 200 mi micro giây đi. 200 micro giây thì là bao nhiêu? 200 micro giây mà chia cho 8 thì bao nhiêu? 20 chia 8 bao nhiêu nhỉ? Số bao nhiêu nhỉ? Bằng 2. Dư 4, 40 chia cho 8 bằng 5. Thì sẽ là 225.000 lần. Được chưa? 3 số 0 mà chưa dùng đến mà. Thế mà 25.000 lần. Thế thì bộ timer phải bắt đầu đếm từ số nào để cho đủ 25.000? Thì nó sẽ đếm từ mình phải lấy 65.535 trừ đi 25.000 là số nào đấy? Năm bốn không năm ba bốn không năm ba năm đấy, nó sẽ bắt đầu đếm từ số đấy, được chưa? Thì sẽ đủ á. Vậy là đếm cứ 5 lần đếm thì 5 lượt đếm thì thành 1 giây đúng không? Vậy thôi. Thế sau ta tiếp tục là kích hoạt cái ngắt cho timer là enable interrupt cái gì đấy, int timer 1, kích hoạt ngắt từ bộ timer 1, sau đó lại kích hoạt ngắt từ bộ từ gì nhỉ, ngắt toàn cục global chưa đấy. Bắt đầu từ đây là timer nó đếm xong là sẽ tạo ra ngắt, nó sẽ nhảy vào đây. Thì bây giờ vậy là cứ 5 lần đi, y sẽ bằng 5 ấy, thì sẽ là 1 giây trôi qua. Thì ta phải làm việc gì tiếp theo? Tăng 1 giây lên. Biến giây của mình là biến nào? SS đúng không? Bằng SS cộng 1. Tức là nếu này if if này y một lớn hơn bằng 5 đúng không, thì gắn ss bằng ss cộng 1, được chưa? Sau khi gắn xong thì ta cho y bằng trở lại bằng 0, được chưa? Như thế này biết không? Ok chưa? Nếu mà tăng được y là bằng 5, lớn hơn 5 rồi, lớn hơn bằng 5 thì ta cho dây lên tăng một đơn vị. Sau đó là gì nhỉ? Cho y lại trở lại bằng 0, được chưa? Ok thôi. Ta thử nhá, ta test thử nhá. Build này xem có sai lỗi gì không. Đấy, xong bây giờ ta chạy thử xem nó tăng không đấy, nó tăng rồi đấy, được chưa?
Bây giờ mà nó tăng lên 60 giây thì phải làm gì? Tăng lên số 60 phải làm gì? Thì nó phải cho, vậy thì ta phải ở trong cái đây này. Trong đây ta phải kiểm tra xem là if này SS mà lớn hơn bằng 60 thì làm gì? Làm gì nhỉ? Các bạn lặp lại cụ thể phải làm gì? Thì ta việc đầu tiên ta cho SS bằng 0 giờ. Việc thứ hai là ta tăng cái phút lên một lần thì là HH bằng HH cộng 1. Được chưa? Đúng thế. À đâu, có phải HH đâu nhỉ? Phải là MM phút mà. Đấy, MM tăng lên một lần. Đúng như thế không? Đúng không? Nhưng mà ta chú ý chỗ này một chút nhá, là lúc ấy thầy quên mất là mình phải làm một việc là sau khi cái bộ timer nó nhảy vào đây ấy, thì ta lại làm một việc thêm là ta set cái bộ đếm bắt đầu từ số này để cho nó chuẩn giờ, đúng không? Không set là cái thời gian sau nó sẽ không chuẩn đâu. Đấy. Thế là tăng phút lên. Ta build thôi. Ta xem có phút được tăng mỗi lần giây nó tăng lên 60. Giây tăng lên này. Được chưa? Tôi đợi lên 60 thì hơi lâu thì tôi cho nó cái số bắt đầu chỗ này nó là 55 đi. Để cho nó lên đến 60 cho nó nhanh. Chạy này. 55 này. 56 này. 57 này. Đấy, số phút bên này nó tăng lên 1 rồi, được chưa? Thế mình lại tiếp là bây giờ nếu mà phút mà tăng lên đến 60 thì sao? If mà lớn 60 thì cái gì? Đầu tiên ta lại trả lại mà bằng 0. Xong tăng HH lên. Được chưa? Thế xong à, ta lại kiểm tra luôn cái HH. Nếu HH bằng mấy? Bằng mấy? Hả? À, 24 giờ rồi cười rồi thế mà nhìn thì cho HH bằng 0. Bây giờ thì HH thì nó không tăng nữa. Thế này thôi. Được chưa? Thì bây giờ thầy đổi cái số MM cho thành 59 đi. Giờ là 23 đi. Giờ cho nó nhanh thử xem nó chuyển về không không. Năm năm này. Ơ. Cái này vẫn là 20 à? Nhầm à? Giờ này 59 đúng không nhỉ? Hình như chưa view à? Chưa bấm view nữa nào. Thầy chưa bấm view. Đây 23 giờ 59 phút 55 giây tăng lên này. Đó, được chưa? Nó lên đồng hồ chạy rồi. Coi như là xong được 2/3 công việc rồi. Nếu mình để thế này, thầy lưu ý chỗ này nhá. Nếu mình để thế này thì cái giây nó sẽ tăng lên đều đều. Nhưng mà nếu mà trong quá trình thiết lập, mình thiết lập cái thời gian mình thiết lập, cái thời gian này người dùng người ta thiết lập quá 1 phút thì cái giây này nó tăng quá mất 60, đúng không? Tăng quá mất 60 thì nó sẽ không nhảy phút lên, được chưa? Đấy, thế là lúc đấy nó lại đồng hồ nó chạy sai mất. Thế cho nên là để đảm bảo là cái thời gian mà người dùng người ta muốn thiết lập trong bao lâu thì thiết lập cái đồng hồ vẫn chạy ngầm ở trong, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải copy cái đoạn này. Copy đoạn này lên đây. Yeah. Đấy, copy đoạn này lên đây để bộ đi thời nó sẽ tự nhảy làm việc này thôi nhá. Yeah. Tăng dây lên rồi nếu dây mà tăng đến 60 thì nó tự tăng phút lên. Thì chắc là người ta sẽ không thiết lập trong vòng 1 giờ đâu, chỉ mất một vài phút là cùng thôi nhá. Yeah. Thế thì cái việc kiểm tra chỗ này mình không cần nữa, mình kiểm tra giờ thôi. Đấy. Thì đấy là một lưu ý vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ
sẽ dùng một biến để biết rằng là hiện giờ đang ở chế độ nào, được chưa? Người ta sẽ dùng một biến gọi là biến y rồi đến biến g đi, int 8 ta dùng một biến g đi để cho nó bằng 0. Nếu mà g bằng 0 ấy thì ta chạy ở chế độ đồng hồ, còn g bằng 1 thì ta chạy ở chế độ hẹn giờ, tức là chế độ thiết lập, nhá. Thì bây giờ vậy là muốn chạy ở đây thì ta chỉ có là thế này. Đợi thầy chút. Thì ta phải nếu này g mà bằng 0 thì mới cho chạy chế độ đồng hồ này, cho chạy cái đồng hồ này. Chưa? Đấy, tap vào. Đóng vào đây. Đấy, nếu mà g bằng 0 thì mình mới cho chạy cái đồng hồ. Còn g bằng 1 if này. If g bằng 1 thì làm gì? Mình hiện cái đồng hồ ở chế độ thiết lập. Tức là mình chỉ cần hiện giờ với phút lên thôi. Giờ mình hiện đồng hồ ở chế độ thiết lập thì mình chỉ cần hiện giờ phút thôi. Vậy là các bạn copy cái này vào đây. Giờ copy xuống đây. Nhưng mà bây giờ vấn đề là thế này. Cái giờ phút ở chế độ thiết lập ấy, nó sẽ khác với giờ phút ở chế độ đồng hồ, đúng không? Thế cho nên mình phải đặt biến khác đi. Ví dụ như là mình sẽ đặt biến khác là biến cũng là giờ phút nhưng mà mình đặt tên nó khác đi. Coi như là biến SH đi và biến SM. Còn đây ta đặt cũng là SHC và SHV. Đó, đặt như thế cho nó làm một biến khác mà nhá. Thế sau đó thì giả sử ta đặt số này là 0 đi, số này là 1 đi. Đấy. Thế thì việc tách số ở đây ấy, thì là mình phải tách số nào? Tách số SH này, S này đúng không? Còn đây là SM, S, S. Đó. Thì hiển thị lên thì hiển thị cái S thôi. Thế chúng ta test thử nhá. SH, SM, build thử xem nó có hiển thị không? À, đây là g bằng 0 đúng không? Ta chạy thử này. Đây g bằng 0 thì nó đếm bình thường. Giờ thầy cho g bằng cho g bằng 1 đi. View này. Cho g bằng 1 thì đấy nó hiển thị ở cái đồng hồ hẹn giờ đấy nhá. Bây giờ vấn đề là ta phải có một nút ấn để ấn một cái nó đã hiện cái đồng hồ, ấn cái nữa thì nó hiện cái thời gian thiết lập, được chưa? Thế như thế thì để hiện chính xác thì ta lại dùng một cái gọi là ngắt ngoài cho nó chính xác. Để ngắt ngoài thì muốn sử dụng ngắt ngoài thì chúng ta lại phải viết một chương trình con phục vụ cho ngắt ngoài đấy. Đây là thầy viết đây, int rồi ext void ext isr viết như si này nhá, void rồi mở ngoặc đóng ngoặc. Thì ở trong này mỗi lần có ngắt ấy thì mình sẽ đảo cái biến g đi một lần, đảo đi. Thì muốn đảo được thì ta phải if này, g mà bằng 0 thì sao? Thì cho g bằng 1. Còn else if g bằng 1 thì ta cho g bằng 0. Đấy, đảo đi. Thì ở trên cái ở trên phần cứng người ta chỉ chính là cái nút set này này nhá, ấn vào thì nó sẽ tạo ra ngắt ở trên chân RB0 này. Việc tiếp theo là chúng ta chỉ cần kích hoạt cái ngắt đấy thôi. Kích hoạt ngắt ở trên chân RB0 thì bằng câu lệnh là enable
interrupt. Cái câu này là int ext. Rồi câu tiếp theo là ngắt theo kiểu nào, thì tức là ext này int mình sẽ thiết lập nó là ngắt theo kiểu sườn xuống nhá, sg rồi h to l đó, ngắt theo kiểu sườn xuống. Thế thôi, thế là mỗi lần ấn nút rb0 nó sẽ đổi y thôi, à đổi g thôi nhá. Ta test thử xem nó đổi không. Chạy này. Đang là set một, ấn cái nữa này. Cái đồng hồ chạy này. Ấn cái nữa thì ra chế độ giờ, ấn cái nữa đó là đồng hồ. Chưa? Đó, ấn. Thế bây giờ vấn đề là thế này. Làm sao để tăng cái thời gian, tăng giảm cái thời gian hẹn lên được? Thì ta chỉ cần là đọc cái chân đây, cứ mỗi lần ấn nút tăng này thì cái chân rb1 nó sẽ có giá trị bằng 0, đúng không? Vậy ta chỉ cần kiểm tra là if này gì input gì pin b1 bằng 0, được chưa? Thì sao? Thì tăng cái phút lên một đơn vị, được chưa? Tăng phút lên cái sm này, sm bằng sm cộng 1, được chưa? Thế rồi lại nếu là if này sm bằng 60 lớn hơn bằng 60 thì sm bằng 0 rồi sh bằng sh cộng 1, chưa? Sau tiếp tục if này như si cái dòng trên ấy, nhưng mà thay nó là if sh này bằng 23 thì sh bằng 0, bỏ cái đằng sau này đi nhớ. Đấy, tăng lên mà nhớ cho delay cái nhé, delay, bởi vì là mình ấn nút và không dùng ngắt cho nên mình phải delay, giả sử delay 100 đi đó, để cho nó đỡ nhảy nhiều. Vậy thôi, thế là tăng được IG lên rồi. Ta test thử này. Chạy này. Nhấn nút tăng này. Đấy, tăng chưa? Mỗi tội là một lần tăng thì tăng nó hơi nhiều, chưa? Bởi vì cái delay của thầy nó hơi, thầy cho nó 150 đi. View này. Tăng này. Đó. Để xem nó tăng lên 60 nó có chuyển này không? Nó có chuyển giờ. À, nó chuyển rồi, mày quá. Đúng. Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Bây giờ đến đúng thời gian hẹn giờ ấy thì nó bật đèn lên, đúng không? Thì làm thế nào? Thì ta chỉ cần làm một việc đơn giản thôi là if này cái gì nhỉ, mm lớn hơn bằng sm, đúng không? Thời gian thực lớn hơn thời gian hẹn, lớn hơn bằng thời gian hẹn thì và thêm cái giờ nữa, sh mà lớn hơn hoặc bằng hh chứ nhầm, sh đó, hai cái điều kiện này mà nó thỏa mãn
thì ta bật đèn. Output bit pin C, ở đây ta dùng đèn ở chân nào? À, pin B2 đúng không? Pin B2 1, bật đèn lên đúng không? Thế thôi. Còn ngược lại, else, mình chỉ cần ghi cái else thôi, LSE thì ta cho chân nó bằng 0, chưa? Thì ta xem nó bật đèn thôi nhá, view này. Hả? Bây giờ thì nói khác. Bây giờ set là bằng 1. Nhưng cái giờ nó lớn hơn là gì đó. Giờ này là lớn hơn, cái kia nó chả bật. Để xem nó nhỏ hơn nó sẽ không bật. Tăng lên này. Tăng lên. Đấy nó tắt rồi gì ạ? Đúng không? Nó nhỏ hơn là nó sẽ tắt. Đến lúc lúc giờ hẹn thì nó sẽ bật thôi. Nó đợi 1 phút thì hơi lâu nhỉ. Xem nó bật không? Cố đợi. Đây giờ sắp đến giờ hẹn rồi thì nó sẽ... Để xem nó sáng không? Đấy nó sáng đấy. Dạ, yeah. Đúng rồi. Vậy thôi. Code nó có vậy thôi. À bây giờ mình thêm một cái nữa là... Bây giờ mà nó đang kêu chuông ấy, mà người dùng người ta muốn tắt chuông đi thì bấm set một cái là nó tắt. Yeah. Thế thì mình sẽ cho vào cái trong cái G1 này này một câu gọi là output bit pin B0 bằng 0. Yeah. Cứ mỗi lần vào chế độ hẹn giờ thì tắt chuông đi. Yeah. Thế là được. Build ra. Chưa? Thế thôi. Chương trình có vậy thôi. Chưa? Hả? À. Bây giờ thì chạy mô phỏng các bạn chạy thử nhá. Bởi vì là nếu mà để cái chỗ này là 40.000 ý, 40.000 năm 3 năm đúng không? Thế để cho số 60 cho chạy nhanh hơn. Được. Để cho nó nhìn nó dễ chứ đợi nó bao giờ. 63.000 đi. Được. Nhanh hơn gấp khoảng mấy lần đấy. Piu đi. Để xem nó chạy nhanh, nó giờ rất có chuẩn không? Tất nhiên mô phỏng đi. Đây, bấm xét một cái chuyển về chế độ đồng hồ. Đấy, chạy nhanh lên này. Đó, nhìn cái đồng hồ một cái giờ bên này. Cái... Đó, sáng này đúng không? Bây giờ sau 1 phút sau nó sẽ tắt. Bởi vì cái thời gian hẹn nó là 1.01 nữa. Đấy, giờ. Đấy. Ơ, không tắt à? Sai à? Sai rồi. À, hẹn là mấy? Ba, nó lớn hơn nó phải tắt chứ nhỉ? Đấy, tắt, giờ. Vậy là để cải tiến code thì các bạn thêm cái dòng và mm nhỏ hơn sm cộng 1 đi. Nó chỉ cho nó sáng trong vòng 1 phút thôi. Giờ yeah. Thích thì mình bật chuông trong vòng 2 phút thì mình cộng 2. Giờ yeah. Thế thôi, code vậy thôi nhỉ.